Happy Talk Channel xin chào tất cả các bạn. Trong thời buổi binh đao loạn lạc ngày nay thì các ông bố bà mẹ luôn lo lắng cho sự an toàn của con mình và họ luôn tìm kiếm cho mình một cái thiết bị nào đó để có thể theo dõi cũng như là giám sát được bé đang ở đâu khi mà bé đi học hay là đi chơi. Và nếu mà cung cấp một chiếc điện thoại thì đây không phải là một giải pháp tối ưu vì nhà trường không cho bé mang điện thoại vào trong lớp học. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm đó chính là chiếc đồng hồ thông minh cho trẻ em. Thì với chiếc đồng hồ này các bạn có thể theo dõi cũng như là gọi điện nhắn tin cho bé được nhưng mà vẫn không ảnh hưởng rất quá nhiều đến việc học tập trên trường của bé và sẽ đảm bảo là bạn sẽ tìm kiếm bé một cách nhanh chóng nhất cũng như là kiểm soát được như là bé đi đâu, thất lạc hay làm gì đó. Và trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như là hướng dẫn với các bạn cách sử dụng chiếc đồng hồ này. Nhìn tổng qua bên ngoài thì chúng ta có thể thấy được cái logo Kiddy cũng như là một số thông tin của nhà sản xuất. Thì mình sẽ mở hộp ra luôn. Thì bên trong chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ và kèm thêm một số phụ kiện, đó là các bạn sẽ có cái dây sạc hay là cái củ sạc của chúng ta 5V 550mAh. Và ngoài ra thì các bạn còn kèm thêm một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đồng hồ thông minh Kiddy. Thì trong bề ngoài nó như một chiếc đồng hồ điện tử thông thường vậy. Và có một màn hình ở đây để hiển thị đồng hồ, tin nhắn, rồi các thông báo khi mà bạn nhắn tin tới. Và nhìn tổng qua một tí về nó nhé. Đầu tiên ở đây chúng ta có một cái nút bấm, thì đây là nút SOS. Bên hông là nút nguồn. Và toàn bộ cái đồng hồ này thì làm bằng nhựa, dây của nó thì là nhựa dẻo. Và cái đồng hồ này có khả năng là chống bụi, chống nước, chuẩn IP65. Và bên hông của máy thì chúng ta có một cái khe SIM, thì máy sử dụng là micro SIM nhưng mà không phải là SIM nào cũng được mà các bạn là phải sử dụng SIM kit của Viettel và chỉ có SIM Viettel mới sử dụng được với chiếc đồng hồ này thôi. Và mình đút SIM vào nhé. Và để sử dụng được chiếc đồng hồ này thì bạn có thể kết nối thông qua một cái app ở trên điện thoại. Thì đầu tiên là bạn vào Shop Play và bạn gõ là Kiddy thì nó sẽ hiện ra cái thông tin về cái app này và bạn nhấp vào cài đặt. Sau khi các bạn đã cài đặt xong cái ứng dụng Kiddy thì các bạn vào trong ứng dụng để đăng ký tài khoản để sử dụng. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhập số điện thoại vào. Và sau khi các bạn nhập số điện thoại thì hệ thống sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác nhận để các bạn đăng ký từ cái mã đó để vào trong tài khoản này. Sau khi các bạn đã đăng ký thành công thì vào trong giao diện thì máy sẽ hiển thị lên là các bạn thêm đồng hồ. Thì ở trên cái hộp khi mà các bạn mua chiếc đồng hồ nó sẽ có cái mã vạch. Thì các bạn có thể lựa chọn là quét mã vạch hoặc là các bạn kích hoạt ID trong cái đồng hồ để xem và nhập vào. Thì cách nhanh nhất là các bạn vẫn là quét mã vạch thì sẽ tốt hơn. Đây, sau khi các bạn đã quét được mã vạch có nghĩa là đã kết nối được cái đồng hồ rồi thì nó sẽ bảo các bạn là nhập cái số điện thoại của cái SIM mà các bạn đã nhét vào cái đồng hồ này. Thì bây giờ các bạn sẽ nhập vào. Sau khi các bạn đã kết nối thành công với chiếc đồng hồ thì máy sẽ hiện ra thông báo là các bạn sẽ điền thông tin của bé vào. Thì như ở đây là con của mình là Minh Nghĩa, mình sẽ ghi vào trong này. Rồi, thì ở đây là bé học lớp 1. Và các bạn có thể lựa chọn hình ảnh cho bé thông qua đây. Thì các bạn có thể chụp ảnh trực tiếp hoặc là lựa chọn một biểu tượng mặc định nào đó. Thì ở đây mình lựa chọn biểu tượng mặc định và các bạn lưu lại. Hiện nay máy sẽ hiện lên các thông số các bạn. Ví dụ như ở đây các bạn chọn chế độ tiết kiệm pin thì máy sẽ cho thời gian chờ là từ 2 đến 3 ngày. Hoặc là nếu mà các bạn ưu tiên GPS để định vị con mình thường xuyên thì các bạn máy sẽ cho thời gian chờ là từ 1 tới 2 ngày. Sau đó các bạn sẽ lưu lại. Và sau khi đã vào màn hình chính thì các bạn có thể thấy đây hiển thị lên cái thông tin hướng dẫn cho các bạn luôn. Ở đây là thông tin của bé. Hoặc là vào nút vị trí thì các bạn sẽ nhấp vào đây để cập nhật vị trí hiện tại. Ghi âm thì cái này các bạn có thể nhấp vào sau đó ghi âm trong vòng 10 giây để gửi tin nhắn thoại cho bé. Và ở đây có nút SOS, khi các bạn nhấp vào trong này thì sẽ liên tục trong vòng 1 phút thì máy sẽ tự động cập nhật các vị trí mà các bé đang đứng hiện tại cho các bạn. Và tiếp theo chúng ta có một cái nút gọi điện ở đây thì các bạn có thể nhấp vào trong này và gọi điện trực tiếp cho bé. Bé sẽ nghe qua loa ngoài của cái đồng hồ và khi mà gọi điện thì các bạn lưu ý là sẽ bị tính phí, còn khi mà các bạn nhắn tin thì hoàn toàn là miễn phí, không tốn một đồng nào cả. Ở trên này sẽ có một cái dấu đi lên là các bạn có thể xem được nhật ký đường đi của bé trong vòng 1 tháng. Rồi đây là giao diện chính của chúng ta. Khi bạn nhấp vào vị trí thì nó sẽ tiếp tục cập nhật cái vị trí hiện tại của chiếc đồng hồ đang ở đâu. Và ở đây chúng ta có một là tin nhắn. Thì ở trong cái mục tin nhắn này thì các bạn có hai hình thức để gửi tin nhắn cho bé. Đầu tiên là hình thức gửi tin nhắn thoại và hình thức là gửi tin nhắn văn bản. Nhưng mà lưu ý là hình thức gửi tin nhắn văn bản thì chỉ có từ smartphone gửi qua đồng hồ thôi, còn từ đồng hồ gửi ngược lại thì không thể được. Ví dụ như ở đây mình sẽ gửi một cái đoạn tin nhắn thoại cho bé nhé. Thì sau đó các bạn sẽ nhấp giữ và nói, ví dụ như là mình nói alo con đang ở đâu vậy. Thì sau đó tin nhắn sẽ được gửi đi và sẽ chuyển đến cho cái đồng hồ. Thì vào khoảng một khoảng thời gian nhất định sẽ chạy đến. Thì do đồng hồ là xài 2G nên là cũng mất một khoảng vài giây để tin nhắn được đến. Sau khi các bạn đã gửi tin nhắn thoại đi thì đồng hồ sẽ thông báo lên là có một tin nhắn đến từ bố. Thì bé sẽ nhấp vào trong này.
Đó là bé có thể nghe được thông qua cái loa ngoài ở trên này. Và khi mà bé muốn trả lời cái tin nhắn của bạn thì chỉ cần giữ cái nút SOS này trong vòng 5 giây, sau đó sẽ hiển thị lên một cái mặt con gấu thì có thể thu âm lại được. Dạ con đang ở chợ Kim Biên mua đồ. Nhưng mà cái này các bạn có thể thu được trong vòng 10 giây, như là hết 10 giây thì nó mới gửi đi. Như vậy là sau khi bé gửi đi thì trên điện thoại của bạn sẽ xuất hiện lên một cái đoạn tin nhắn âm thanh nhắc vào. Dạ con đang ở chợ Kim Biên mua đồ. Đấy thì các bạn có thể nghe được, và cứ như vậy thì các bạn có thể giữ và nói lại cho bé để bé biết được. Và nếu như các bạn có thể nhắn một cái đoạn tin nhắn văn bản cũng được luôn. Và sau khi bạn nhắn tin nhắn văn bản thì chiếc đồng hồ sẽ hiển thị lên đây, thì bé có thể nhấp vào đây để đọc. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn nhắn tin nhắn bằng văn bản hay là nhắn tin nhắn thoại thì là hoàn toàn miễn phí nhé, trừ khi nào mà các bạn gọi điện thì mới tốn phí mà thôi. Thì ở đây chúng ta có một cái mục đó là nhật ký. Thì trong cái mục nhật ký này thì các bạn có thể theo dõi tình hình của bé trong ngày. Ví dụ như là buổi sáng bé ở đâu, buổi trưa bé ở chỗ nào thì các bạn vào trong mục nhật ký này để xem. Và ở đây chúng ta còn có một cái mục thêm. Thì cái mục thêm này nó có một số cái ứng dụng thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn một số cái nổi bật. Ví dụ như ở đây chúng ta có là mục là thành viên theo dõi. Thì trong cái mục thành viên theo dõi này các bạn có thể thêm các số liên lạc để có thể quản lý cái đồng hồ của bé. Nhưng mà lưu ý là chúng ta không được thêm quá 6 số, và chỉ có những số liên lạc này mới có thể gọi điện vào đồng hồ của bé, và ngược lại đồng hồ của bé chỉ có thể gọi điện cho 6 cái số này mà thôi. Và để gọi điện nhờ được thì bé chỉ cần nhấn nút SOS để hiển thị danh bạ, sau đó giữ nút này trong khoảng 5 giây thì sau 5 giây thì sẽ đồng hồ sẽ tiến hành bắt đầu gọi điện. Và các bạn lưu ý là khi mà gọi điện từ điện thoại qua đồng hồ và ngược lại thì đều có tính phí cả, chỉ có nhắn tin là chúng ta không tốn tiền mà thôi. Và tiếp theo là mình muốn giới thiệu với các bạn về cái mục thứ hai, đó là chính là cái vùng an toàn. Thì trong cái mục này các bạn có thể thiết lập các vùng an toàn cho bé. Ví dụ như là mình đặt là trường học là cái vị trí an toàn thứ nhất, là nên là nếu mà bé ra khỏi cái bán kính của vị trí an toàn này thì đồng hồ sẽ gửi cho các bạn một thông báo là bé đang ở khu vực lạ. Thì lúc này bạn cần phải có biện pháp như là bạn gọi điện hay là nhắn tin hỏi xem là bé đang ở đâu, làm gì, là lý do vì sao đi ra khỏi cái vùng đó. Thì cái này tiện ích để bạn kiểm soát được các vị trí của bé. Và ở trong cái mục quản lý bé này thì các bạn có thể thay đổi thông tin, cũng như là kiểm tra xem tài khoản, cái SIM của bé đã còn tiền hay không, hay là bạn có thể nạp tiền trực tiếp thông qua cái ứng dụng này mà không cần phải lấy SIM ở trong cái đồng hồ ra để nạp. Và trong mục cài đặt thì chúng ta có là âm thanh và rung. Thì ở đây mình muốn nói về cái mục là khóa hình. Thì khi mà bạn đã set up cái mục khóa hình này thì ai đó muốn vào trong cái ứng dụng Kiddy thì phải mở khóa thì mới vào được. Thì cái này để đảm bảo bảo mật là không ai có thể đang biết vị trí con bạn ở đâu hay là muốn làm gì với cái đồng hồ. Và quay lại thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn thêm một cái tính năng, nói thêm về cái ghi âm này. Thì nếu như mà bạn đang muốn biết con mình ở khu vực đó đang làm gì, nói chuyện với ai, hay là xung quanh môi trường đó đang có cái gì, thì các bạn có thể nhấp vào cái nút ghi âm. Thì trong khoảng 15 giây thì đồng hồ sẽ thu âm trong khoảng thời gian đó và gửi về cho bạn là những âm thanh đang diễn ra xung quanh, để xem là ví dụ như là trong lớp học bé có hay ngồi nói chuyện hay không, hay cô giáo giảng bài có hay không chẳng hạn. Và cái nút SOS trên đồng hồ nếu như mà bạn giữ trong vòng khoảng 10 giây cho đến khi là hiện ra hình con gấu mẹ ôm con gấu con á, thì đây hiện ra rồi đây. Thì các bạn sẽ thấy là đồng hồ sẽ thu âm trong vòng 15 giây, đồng thời sẽ thông báo một cái trực tiếp vào cái điện thoại của bạn, đó là bé đang gặp một cái trường hợp khẩn cấp, nên là bạn còn phải lưu tâm đến cái điều này, hoặc là bạn có thể gọi điện trực tiếp xem bé đang cần gì. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn về chiếc đồng hồ thông minh Kiddy dành cho trẻ em. Thì chiếc đồng hồ này có 3 màu, đó là màu xanh, màu đen và màu hồng. Thì các màu sắc này cũng rất là sặc sỡ để thu hút bé có thể là thích thú đeo trên tay. Và hiện tại sản phẩm đang cho đặt hàng tại FPT Shop với mức giá là 1.290.000 đồng. Và những khách hàng đầu tiên khi mua sẽ được tặng một cái SIM kit trị giá là 65.000 đồng cho cái đồng hồ. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Mà nếu clip này hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop Channel để cập nhật những thông tin mới nhất. Mình là Kiệt, cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại.